bơm dầu, lấy đá lành, mua đồ ăn, thức uống. Những công việc tất bật trước khi mở biển cuối cùng cũng sắp hoàn tất. Để rồi sau đó, tàu cá mở biển, bắt đầu một chuyến khai thác suốt từ nay đến qua Tết. Tàu cá QNR 94793 của ngư dân Quảng Ngãi cập cảng Hòn Rớ vài ngày trước để bán cá. 5 ngư dân trên tàu, chủ yếu là người dân Quảng Ngãi chưa kịp về nhà, giờ lại tiếp tục một chuyến biển mới. Và chuyến biển này nếu có kết thúc sớm nhất thì cũng phải đến mùng năm Tết. Đây thì trông cho được nhiều cá, thì kiếm tiền. 4-5 năm ngồi trong ghe thì ai cũng có phần thu nhập vô để lo gia đình. Vì cuộc sống mưu sinh thôi. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là mình đi làm cũng là gọi là góp phần giữ biển đảo. Chuyến biển xuyên Tết nên hầu như tàu cá nào cũng chuẩn bị thức ăn nhiều hơn mọi khi, như để cho lao động trên tàu vẫn cảm thấy ngày Tết ấm cúng, dẫu ở giữa biển khơi. Ngoài ra thì thực phẩm là anh em cũng chuẩn bị đầy đủ để anh em ăn Tết, làm sao để cũng xa gia đình nhưng mà vẫn có những cái ấm cúng ở trong lòng. Cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa, nơi tập trung nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ. Từ ngày 17 tháng Chạp đến nay, hầu như ngày nào cũng có tàu khai thác xa bờ xuất bến để bám biển xuyên Tết. Có ngày cao điểm, có đến 40 tàu cá đồng loạt mở biển. Thời gian này, ngư dân vào mùa khai thác, nhất là với nghề câu cá ngừ đại dương, thế mạnh của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ. Hơn nữa, cũng như mọi năm, dịp Tết, giá cá tăng cao từ 30 đến 40% so với những tháng trước. Những điều này là động lực để ngư dân vươn khơi. Ban quản lý cũng tạo điều kiện thuận lợi hết mức để cho các doanh nghiệp là cung ứng về nhu yếu phẩm, đá và xăng dầu để cho bà con vươn khơi bám biển về trước Tết Nguyên Đán. Tại tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua, bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng ngư dân quà Tết, thì các cơ quan chức năng cũng tiếp tục lưu ý ngư dân phải đảm bảo an toàn chuyến biển, tiếp tục ngăn chặn khai thác bất hợp pháp. Chuyến biển từ năm cũ sang năm mới được ngư dân hy vọng sẽ mang về nhiều lộc biển. Và đó cũng là chuyến biển khởi đầu một năm đánh bắt hải sản, tiếp tục những nỗ lực để gỡ bỏ thẻ vàng mà Ủy ban châu Âu EC đã khuyến cáo đối với nghề cá Việt Nam.